Bây giờ nhóm của mình hỗ trợ cho chú tên này tai biến nằm tại chỗ ở đại gia đình một phần quà. Dạ, chú đang ăn cơm trưa. Dạ, chú này nằm tai biến nằm tại chỗ ở đại gia đình. Dạ. Dạ. Để đại trên giường nó đi sao đó đó. Hay sao đó, kinh lên đi. Dạ chú. Hôm nay có nhóm từ thiện Từ Tâm ở Trường Lưu á đến giúp đỡ cho gia đình chú một phần quà, chú nhận hen. Dạ dạ. Thì chú ở có mình vậy đó hả? Rồi cơm nước thì có người nấu ăn hen. Dạ em nấu cho ăn hen, rồi chú nằm vậy đó hả? Dạ. Chú đang ăn cơm hả? Dạ dạ. Rồi chú bệnh vậy là nằm bao lâu rồi? 8 năm rồi. 8 năm trời nằm tại chỗ vậy đó hả? Dạ. Rồi nằm riết rồi cái chân nó bị bệnh gì mà nó sần lên vậy? Nó muốn hoại tử luôn hả? Chân cẳng nó bị làm như nó sần lên luôn rồi, giải cá luôn rồi. Trời ơi, 8 năm trời rồi. Không có đi được luôn hả chú? Nằm tại chỗ vậy thôi đó. Dạ. Dạ. Trời ơi. Rồi chú từ nào giờ không có gia đình hả? Có vợ và con lâu rồi. Rồi có con cái gì không? Con đứa. Có đứa con hả? Rồi gửi con rồi có... Có theo mẹ đó. Rồi theo mẹ luôn hả? Rồi có về thăm chú không? Con lâu cũng về lần nữa. Lớn bao nhiêu tuổi rồi chú? Sinh năm 94 rồi. Cũng lớn rồi. 94 này lớn rồi. 96 này nó 39, 40 mấy, 41 rồi. Vậy mà không có về như chăm lo thăm nữa. Tôi bệnh thì tôi đi bệnh viện thôi, vợ cũng khổ. Có chồng có con nữa chú. Dạ, trời ơi. Trời chân chú, vợ nằm nó không có lỡ mà nó y như nó không muốn không, như. Cái đó là tại vì nó nằm không có vận động. Nằm không vận động, biết coi nó phù chân á hả? Dễ cá luôn rồi, dạ, teo cơ lại luôn. Dạ, trời ơi. 8 năm trời nằm vậy. Tại chỗ hết, mình, tất cả tại chỗ hết chú. Vậy cũng mừng đi. Dạ, chú lăn qua lăn lại được hen. Dạ, chứ không nếu mà nằm chỗ vậy nó dễ cái lỡ bị lỡ lắm. Dạ. Rồi nay chú nhiêu tuổi rồi? 65 rồi. 65 rồi, nằm nay 8 năm vậy là hồi 50 mấy tuổi. Dạ. 58 tuổi hả? Dạ. 8 tuổi. Rồi thôi, bây giờ nhóm con lên hỗ trợ cho chú một phần quà để nhóm con đi hen. Chú giữ gìn sức khỏe nha. Dạ dạ rồi rồi dạ. Dạ. Rồi con chú về có hỗ trợ gì cái phần tiền bạc gì không? Dạ dạ dạ. Rồi rồi. Vậy hen chú, thôi chú ăn uống đi hen. Chú ăn cơm đi rồi con thôi nhóm con về nha. Chú cố gắng giữ gìn ăn uống đồ vô giữ gìn sức khỏe nha. Dạ dạ rồi rồi. Rồi trưa rồi ở đây nóng không? Trời mới nóng là phòng cái nắng chịu không nổi. Dạ dạ cũng nóng ha. Dạ dạ. Rồi xin kết thúc video tại đây.